gặp nhau cuối năm xuân 2014, món quà xuân đặc biệt của Đài Truyền Việt Nam dành tặng khán giả xem truyền hình, nơi hội tụ những danh hài nổi tiếng với góc nhìn dí dỏm về cuộc sống hạ giới và thiên đình, nơi quý vị sẽ tìm thấy niềm vui và những nụ cười sảng khoái. Gặp nhau cuối năm xuân 2014 trên các kênh sóng của Đài Truyền Việt Nam vào 20 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2014. Kính mời quý vị và các bạn đón xem.